là ý thức vì vậy mà nó lôi kéo mình vào đường thế gian, không ra khỏi sáu đường sanh tử được. Cho nên Đức Thầy thì giải một cách khác để cho mình dễ tu, dễ hiểu hơn là tham sân si nhân ngã. Đó. Cái ngũ uẩn Đức Thầy giải cho mình dễ hiểu hơn là tham sân si nhân ngã. Phải phá tan ngũ uẩn trong lòng, phải không? Chữ tham trong ý muốn mặc tình, ráng định tánh trừ cho nó tuyệt. Chữ gây gỗ là sân hãy diệt, cho nó đừng thấp thoáng trong lòng. Thêm chữ si thì quá lòng vòng, nên tỉnh trí tìm phương dục pháp. Chữ nhân ngã cũng là quá gắt, ta sẽ nên gây gỗ với người. Dẹp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Giáo trần Phật tức là tâm hết lập lè, giáo trần tự tánh chẳng mây che. Hòa nghe thấy biết thuần nhất tự, hảo cạn nước hồ còn nước khe. Ngoại giải không con ngoại? Giáo trần tự tánh chẳng mây che. Đó. Chữ giáo tức là dạy, cái ông Phật dạy cho tất cả trần gian này biết cái tánh Phật mình không có bị vô minh che. Thường thường mình lầm tưởng tôi bị vô minh quá cho nên tôi ngu dại, tôi không sáng suốt như Phật. Cái thật ra không có bị vô minh che. Vô minh không thể che được Phật tánh, vì Phật tánh lúc nào cũng rạng trang sáng rỡ. Dù mây có che phủ bao nhiêu đi nữa cũng không làm lấp được ánh sáng mặt trời. Gặp một cơn gió lốc thì mặt trời vẫn sáng tỏ như thường. Kính thưa quý vị, hôm nay được sự gặp gỡ cùng toàn thể quý vị, tôi xin trao đổi cùng quý vị qua những cái giáo lý của Phật hay của Thầy để cùng chúng ta chia sẻ kinh nghiệm trên bước đường tu tập, hầu cùng nhau để tu đến mau kết quả cứu cánh giải thoát. Ngày xưa khi Đức Thích Ca thành đạo thì Ngài nói lên cái câu là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tất nhiên Ngài nhận ra cái được, nhận ra được cái Phật tánh của mình thì Ngài được thành công đắc đạo. Thì nếu chúng sinh nào mà nhận ra cái Phật tánh như Ngài thì sẽ đắc đạo theo Ngài. Đó là lời của Đức Thích Ca khi mới ngộ đạo. Nhưng sau cùng khi mà phát hiện đủ tam minh lục thông rồi thì Ngài nói lại một câu khác hơn. Ngài nói rằng khi mà ta tỏ ngộ hoàn toàn, ta mới hay rằng tất cả chúng sanh đều đã thành Phật lâu rồi, nếu không phải là chưa thành Phật. Đây là điều hết sức quan trọng mà tôi muốn nói bữa gặp gỡ hôm nay. Chính Đức Thầy chúng ta là Đức Huỳnh Giáo Chủ thì Ngài cũng nói Phật cũ ngày xưa hãy ráng tập. Tức là Đức Thầy cũng nói chúng ta đã thành Phật lâu rồi, Phật cũ là thành Phật lâu rồi, chứ đâu phải chưa thành. Rồi bây giờ Đức Phật cũng như thế, Đức Thầy cũng như thế. Rồi bây giờ tại sao chúng ta không làm Phật mà lại làm chúng sanh? Có một điều lạ là như vậy. Chúng ta đã là Phật lâu rồi, chúng ta đã từng là thành Phật rồi, rồi sao bây giờ chúng ta lại làm chúng sanh, không chịu làm Phật? Cái điều đó Đức Phật nói lấy làm lạ, lấy làm lạ cho chúng sanh ở cái điểm này. Thật ra đó thì Phật với chúng sanh nó không có khác. Phật có những cái gì thì mình có cái đấy. Phật cũng là mài ngang mũi dọc. Phật cũng là răng, lông móng răng da thịt như chúng ta. Thì chúng ta cũng mài ngang mũi dọc, cũng mong lông móng răng da thịt như Phật vậy. Không có khác chút nào. Thì chúng ta cũng có thể thành Phật y như Đức Phật. Chúng ta cũng có thể tu đắc đạo rồi độ tất cả chúng sanh y như Đức Phật. Nhưng tại sao chúng ta không chịu làm Phật mà lại làm chúng sanh?
thế mà lại bị luân chuyển trong ba nẻo sáu đường, đời đời kiếp kiếp không thoát ra được. Về điều này thì Đức Phật có nói chúng sanh vô lượng kiếp, chúng sanh vô lượng kiếp đã đầu thai ở cõi trần này, lên lên xuống xuống, không lúc nào cùng, không lúc nào tận. Cũng ví như là cái núi Tu Di, cái thân xác mình chôn vùi. Còn nước mắt đau khổ của cõi trần này thì giống như biển đại dương, cũng không cùng không tận. Mà chúng sanh không chịu giác ngộ, trở lại con đường về Phật, chúng sanh cứ mãi đi theo con đường luân hồi sanh tử. Bây giờ chúng ta hân hạnh được Đức Huỳnh Giáo Chủ là Đức Thầy chúng ta khai sáng cho một cái phương pháp tu để trở về Phật, không còn luân hồi sinh tử khổ đau nữa. Mà phương pháp đó rất dễ, ai cũng nghe được, hiểu được và làm được, chứ không phải khó khăn nữa. Vì vậy mà tôi tin rằng hôm nay tất cả đồng đạo, tất cả quý vị có mặt đều nhận ra được cái chỗ này và hiểu được cái chỗ này, thì chắc chắn chúng ta đều tu thành Phật, chứ không có khó khăn mà tu không được. Tôi xin kể một cái câu chuyện là cái anh muối đi tìm biển đó. Cái anh muối ảnh nghe đồn một cái ông thiền sư ngộ đạo có thể biết được trước kia từ đâu đến, rồi bây giờ chết rồi mình sanh về đâu đó. Cái câu hỏi đó thì cuối cùng ông thiền sư mới dắt về mé biển, nói rằng nếu ngươi muốn biết ngươi từ đâu đến và chết sinh về đâu thì ngươi hãy nào xuống biển thì ngươi sẽ biết. Cái câu đó sẽ được trả lời đáp án rõ ràng. Thì lúc bây giờ anh muối cũng sợ, không dám nào luôn xuống biển, mới bước hai cái chân xuống biển thôi thì bỗng nhiên là nó cục hai cái chân. Thì anh quảng hồn la lên, nói ông hại tôi rồi, ông biểu tôi bước xuống nào xuống biển, nhưng mà tôi chưa nào mới đúc hai cái chân xuống thì cục hai cái chân. Thì lúc bây giờ ông thiền sư nói á, tại vì ngươi đúc hai cái chân xuống thì cục hai cái chân, bây giờ ngươi muốn khỏi tàn phế, khỏi cục hai cái chân thì ngươi phải nhào luôn xuống biển đi, thì ngươi sẽ khỏi bị cái tình trạng cục hai cái chân. Thì anh muối á, anh thấy là cùng đường rồi, nếu không làm như vậy thì nằm đây cũng là tàn phế. Cuối cùng anh mới nhào luôn xuống biển. Thì bỗng nhiên muối nó rã hết, trở thành biển đại dương. Lúc bây giờ anh muối anh biết được, ảnh không phải là muối, mà anh là biển đại dương, chứ không phải là muối nữa. Thì bây giờ chúng ta tu hành cũng vậy, chúng ta mang cái thân nghiệp này, thấy không? Khắc thọ tưởng hành thức, mang cái thân nghiệp này tứ đại đất nước gió lửa, mà chúng ta cứ chấp nó hoài, không dám buông, cũng như anh muối không dám nào xuống biển, thì chúng ta dù tu đến đâu cũng không thoát khỏi luân hồi sinh tử, dù tu đến đâu cũng không thoát khỏi sanh già bệnh chết. Vì chúng ta nửa đời nửa đạo đó. Cũng như bây giờ vật chất mình không buông, thân này mình không buông, hô tu mình cũng ham tu vậy. Thì giống như anh muối thọt hai cái chân xuống biển thì cục hai cái chân. Còn bây giờ nếu chúng ta hoàn toàn buông hết cái thân nhào xuống biển thì chúng ta sẽ ngộ đạo, chúng ta sẽ tu đắc đạo, chúng ta sẽ thành Phật. Đơn giản là bấy nhiêu. Thí dụ như bây giờ quý cô bác và tất cả anh em hiện giờ, nếu mình vừa tu mà vừa còn mến tiếc xác thân này, vừa tu mà vừa còn mến tiếc vật chất, vừa tu mà vừa còn buồn vui thương ghét, lưu luyến hoài không buông, thì giống như anh muối đúc cái chân xuống biển thì cục chân. Khi nào mình hoàn toàn buông hết, không còn nghĩ đến thân tứ đại, không còn nghĩ đến vật chất, không còn chấp nhất buồn vui thương ghét ở trên cái thế gian này, thì hoàn toàn mình tỏ ngộ được Phật tánh. Cũng như anh muối nhào xuống biển rồi thì nó rã ra, không còn muối lửa mà chỉ có biển đại dương. Cũng như cái tâm Phật của mình vốn là trùm khắp, vốn là bất sanh bất diệt, vốn là đời đời không hư hoại, nhưng mà mình còn quyến luyến vật chất, mình còn đau khổ với đời, cho nên mình bị đời nó lôi kéo,
cho nên mình tu mà vẫn đau khổ, vẫn chưa đến chỗ cứu cánh giải thoát được. Bây giờ nếu mình buông hoàn toàn như anh muối nào xuống biển, tức là cái thân này không còn dính mắc được chất, dính mắc cuộc đời nữa, thì con người mình hoàn toàn giải thoát được sinh tử và hoàn toàn chắc chắn được thành công đắc đạo. Kính thưa quý vị, tôi xin nói lên cái lời nói đầu qua cái ý nghĩa của việc tu. Mình phải buông hết tất cả những cái vật chất và quyết chí trở lại cái tinh thần, sống với cái biết, không còn dính líu với vật chất nữa, thì mình được giải thoát, được thành Phật. Và cái giai đoạn của tôi trình bày đến đây kết thúc, và cũng hỏi lại quý vị có ý kiến bàn luận thêm thì nêu lên để tôi trao đổi thêm. Kính thưa quý vị, có đồng đạo hỏi cái ngũ uẩn, ngũ uẩn là gì? Thì ở đây đúng theo kinh Phật thì nói ngũ uẩn là nó gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là cái sắc thân này đó. Nếu mình chấp cái sắc thân này là mình thì rồi đó mình phải thọ lãnh, thọ lãnh vui, thọ lãnh khổ, sáu căn tiếp xúc với sáu trần. À, mình đem nó vô để mà tưởng tượng, để mà gìn giữ, để mà suy tưởng, thành kêu là thọ. Bây giờ thọ rồi tới tưởng, nếu cách đặng gìn giữ bảo thủ thì phải tưởng nhớ, mà tưởng nhớ cái gì là một lúc thì thực hiện cái đó. Vì thế mà tưởng rồi tới hành, mà hành là hành động, mà hành động rồi thì tới thức, là dùng cái biết suy nghĩ để biết, ghi nhớ để biết, tìm hiểu để biết. Cho nên cái biết đó là ý thức. Vì vậy mà nó lâu kéo mình đào đường thế gian, không ra khỏi sáu đường sanh tử được. Cho nên Đức Thầy thì giải một cách khác để cho mình dễ tu dễ hiểu hơn, là tham sân si nhân ngã đó. Cái ngũ uẩn Đức Thầy giải cho mình dễ hiểu hơn là tham sân si nhân ngã. Phải phá tan ngũ uẩn trong lòng, phải không? Chữ tham trong ý muốn mặc tình, ráng định tánh thì cho nó tuyệt. Chữ gây gỗ là sân hãy diệt, cho nó đừng thấp thoáng trong lòng. Thêm chữ si thì quá lòng vòng, nên tỉnh trí tìm phương dục phát. Chữ nhân ngã cũng là quá gắt, ta sẽ nên gây gỗ với người. Dẹp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tướng đó. Khi mà Đức Thầy cho biết, khi mình phá ngũ uẩn được rồi đó, thì nhận ra được cái Phật tánh, tức là cái vô pháp tướng. Nó không có hình tướng gì hết, nhưng nó bất sanh bất diệt, nó là Phật. Đi đến đó gọi là ngộ đạo, gọi là kiến tánh, gọi là thành Phật. Đó, cũng như là phá ngũ uẩn rất là tham ái, cội xâm chi, sẽ phải tảo trừ đem về gắt tánh chân như, kim thân thị hiện dứt từ thử xâm. Đó, cái người nào phá được ngũ uẩn rồi không còn chấp ngã, thì lúc đó tâm mình thanh tịnh, mà tâm mình thanh tịnh thì cái thánh thấy hiện tiền, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe. Vì vậy mà con người mình luôn luôn là giải thoát sinh tử, đi đến chỗ hoàn toàn không còn khổ đau nữa, không còn luân hồi nữa. Qua cái đề tài trên tôi trình bày đến đây kết thúc. Ông Năm ơi, con thêm câu hỏi nữa. Cái thế chiến mà ông Năm nói thứ ba này, chuyện nào xảy ra và đến bao giờ hết? Xin thưa rằng cái đệ tam thế chiến, hồi xưa Đức Thầy có nói, Đức Thầy nói hồi xưa đó, là ở Trung Quốc lập ra cái hội phong thần để mà hỗ trợ Võ Dương Hưng Châu diệt chủng. Thì đó là kêu bằng một giai đoạn tiểu phong thần. Rồi sau này đến thế chiến thứ ba mới là đại phong thần đó. Thành ra đây là thế chiến thứ ba mà nó xảy ra ngay bây giờ. Ngay bây giờ nó đương xảy ra đệ tam thế chiến, chứ không phải đợi chừng nào nữa hết. Đó, hiện bây giờ nghĩa là 19 nước, đó, thấy không? 18 nước gồm với Việt Nam là 19 nước đó, đang đổ ra cái biển Đông, Hoàng Sa Trường Sa để đánh với Trung Quốc. Đó, thì nó đúng là đệ tam thế chiến đã bùng nổ rồi. Và Trung Quốc bây giờ nó còn giúp cái tốc khủng bố đó, của mà 50 nước Hồi giáo ở Iran đó, là đứng lên để chống lại với các nước Âu Châu.
chống lại với Mỹ, với Anh, với Pháp đó. Vì vậy mà hiện bây giờ nó đang bùng nổ đệ tam thế chiến rồi đó. Rồi bây giờ chế chừng nào mới ngưng? Xin thưa rằng chừng nào núi nổ nó mới ngưng, chừng nào mà thất sơn dở võ đó, chừng đó đệ tam thế chiến mới ngưng. Là vì sao? Phật dùng cái đó để can. Nếu Phật không cho núi nổ kịp thời ngay trong cái lúc mà đệ tam thế chiến nó bùng dậy, thì nó luyện chừng vài trái nguyên tử nữa thì nó tan nát quả địa cầu luôn, thì Phật không còn độ được ai hết, chúng sanh chết hết rồi. Vì vậy mà Đức Thầy trầm lại để cho trả quả, để cho chết một số không tu, chết một số làm ác, chết một số tội lỗi, rồi Đức Thầy sẽ trở về thực hiện là non thần gian chuyển khùng ngồi xử phần. Chừng đó thất sơn dở võ, chừng đó các nước mới kéo về để mà tranh giành châu báu, thì chừng đó Đức Thầy mới phân xử cho các nước, Đức Thầy mới lập lại có Chúa, có tôi, có dân, có đạo đâu đó đàng hoàng, chân cánh tốt đẹp từ trong nước Việt Nam cả đến năm châu thế giới luôn, hòa bình hạnh phúc, không còn chiến tranh đau khổ nữa. Đó là cái thời kỳ chấm dứt cái đệ tam thế chiến. Rồi chưa? Ông ngoại ơi, cho con hỏi ở đây đồng đạo kêu hỏi ông ngoại là gánh nghiệp cho người là sao, tâm bất động là thế nào, như thế nào là tâm bất động mà gánh nghiệp cho người là sao, là người mất đó ông ngoại, phải không? Chánh niệm ha, nói chánh nghiệp. Gánh nghiệp cho người là sao, gánh nghiệp là người đã mất, tâm bất động là thế nào? Cái chánh nghiệp á thì gánh ông ngoại ơi, gánh nghiệp hả? Dạ. Gánh nghiệp thường thường á thì cái nghiệp của ai thì nó trả, chứ không ai mà trả thế cho ai được. Còn cái gánh nghiệp á thì đó là những cái bậc cao cả, những cái bậc kiến tánh, những cái bậc ngộ đạo có cái đại nguyện là gánh bớt cái nghiệp cho chúng sanh, gánh bớt cái khổ cho chúng sanh. Vì vậy phải lăn dùi xuống cái cõi trần khổ đau này, chịu đủ cách hết để mà ra cái đạo, để mà mở cái đạo, cứu độ chúng sanh. Đó là gánh nghiệp cho chúng sanh. Tâm bất động là thế nào? Còn tâm bất động là cái tâm chưa có khởi lên gì hết. Đó. Hiện giờ nó đang rạng rỡ sáng rỡ. Cái gì nó cũng biết hết là tâm bất động. Nhưng mà nó vừa khởi lên cái niệm, niệm phải, niệm quấy, niệm sanh, niệm diệt, niệm tránh, niệm tà, thì nó đã là động rồi. Cho nên vì vậy mà ngay cái chỗ tâm bất động thì ngay cái chỗ đó là Phật đó. Hiện giờ mắt thấy thì chỉ thấy, tai nghe chỉ nghe, miệng nói chỉ nói, vừa thấy vừa nghe vừa nói, thì lúc nào cũng đang thấy biết rõ ràng, đang trong sạch sáng rỡ, gọi là tâm bất động. Còn nếu vừa thấy khởi lên vọng niệm, vừa thấy khởi lên vui buồn thương ghét, như vậy là nó bị loạn động. Giáo trần Phật tức là tâm hết lập lè, giáo trần tự tánh chẳng mây che, hòa nghe thấy biết thuần nhất tự, hảo cạn nước hồ còn nước khe, ngoại giải không con ngoại? Giáo trần tự tánh chẳng mây che đó, chữ giáo tức là dạy. Cái ông Phật dạy cho tất cả trần gian này biết cái tánh Phật mình không có bị vô minh che. Thường thường mình lầm tưởng tôi bị vô minh quá cho nên tôi ngu dại, tôi không sáng suốt như Phật. Chứ thật ra không có bị vô minh che. Vô minh không thể che được Phật tánh, vì Phật tánh lúc nào cũng lặng trang sáng rỡ, dù mây có che phủ bao nhiêu đi nữa cũng không làm lấp được ánh sáng mặt trời. Gặp một cơn gió lốc thì mặt trời vẫn sáng tỏ như thường. Gặp một cái trận mà chiếu soi của trí huệ sáng suốt thì nàng vô minh nó sẽ tiêu mất, nó không còn mây che nữa. Vì vậy mà giáo trần chẳng bị lúc mây che. Rồi gì nữa? Hảo cạn nước hồ còn nước khe không? Rồi cái câu cuối cùng là hảo cạn nước hồ còn nước khe đó. Nó có cái ý nghĩa rất hay, rất tuyệt vời, là cái chỗ cái thân này nó chết, cái thân này nó đau, cái thân này nó già, cái thân này nó bất lực hoàn toàn, không còn làm gì được hết, cũng như cái hồ nước đã cạn rồi.
nhưng mà cạn nước hồ chớ còn nước khe, chứ không phải cạn mất. Cái ý muốn nói cái thân giả này nó quằn quại, nó khổ đau, nó tan nát, nó chết chóc, nhưng mà Phật tánh nó vẫn còn như vậy, bất sanh bất diệt, nó không bao giờ chết. Đó. Mình nào ngộ được chỗ này gọi là kiến tánh, ngộ được chỗ này gọi là ngộ đạo. Yeah. Cho nên mình hòa được với cái tánh thanh tịnh rõ ràng, biết vắng lặng trong sáng rồi, thì dù thân này có chết thì cũng giống như cạn nước hồ thôi, chứ vẫn còn nước khe. Nước khe nó vẫn chảy hoài chứ nó không cạn. Ý muốn nói Phật tánh mình bất sanh bất diệt, dù sanh nơi đâu, nước nào, xứ nào, thì Phật tánh vẫn là Phật tánh, không khi nào mất hết. Đại ý là như vậy. Ông Nam ơi, giả lý cho cái cầu mà phải mình đang ở ngoài địa cầu này là số 68, mà giờ đó sẽ chuyển qua cái địa cầu số 67. Có phải là quy cổ Việt Kim là thời kỳ Thượng Quân Thánh Đức không? Xin ông giải lý do cho. Thì cái tuổi thọ của quả địa cầu nó có giới hạn, nhưng mà bây giờ thì nó chưa phải là nó bỏ quả địa cầu này mà qua địa cầu khác. Tới hàng tỷ tỷ năm nó mới bỏ cái quả địa cầu một lần qua địa cầu khác, còn bây giờ nó chưa. Muôn năm thiên định khắc kỳ, đó nghĩa là một muôn năm thì nó thay võ một lần, chứ không phải là bể qua địa cầu và bỏ rồi qua địa cầu khác. Thành ra muôn lần nào có phải đâu một lần. Đó, cái quả địa cầu này nó thay muôn lần rồi, vì nó đã là hàng tỷ tỷ năm rồi, cho nên thay đổi muôn lần rồi. Nhưng mà lần này cũng chưa nữa, lần này mới thay vỏ thôi. Giờ địa cầu thay vỏ hết làm khô. Đó. Cái quả đất nó đừng quay xuôi gì hoài theo cái dòng thuận của nó, nó quay cái dòng trái, là nó hút vô, dạng vật đều hút vô cái quả địa cầu không rời ra được. Cái cục đất mình liền cái rớt xuống đất này nó hút vô liền, cái thân mình nhào ra ngoài khơi cũng rớt xuống đây. Đó. Rồi bây giờ nó quay vòng ngược lại thì nó văng ra hết, không có cái gì dính trên mặt đất này được. Thì cái ngày giờ sắp tới thay đổi qua địa cầu chưa có nghĩa là nó bể nát từ 67 lên 68, mà là nó chỉ thay cái vỏ thôi. Nó quay ngược lại rồi, tất cả những vật trên cái bộ vỏ địa cầu này đều tan nát hết. Rồi nó mới đổi lại đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu là cái thượng nguyên. Chứ không phải là bể nát qua địa cầu hay bỏ qua địa cầu này lên qua địa cầu khác. Cái đó là nó chưa tới cái ngày giờ đó.